Robot thám thính hỏa tinh Curiosity đã tìm thấy bằng chứng đầu tiên cho thấy nước đã từng hiện diện ở hỏa tinh, tin từ Pasadena, California. Robot thám thính hỏa tinh Curiosity của cơ quan NASA được điều tới hỏa tinh, một hành tinh giống trái đất nhất trong hệ thống mặt trời, để phân tích xem hỏa tinh có thời điểm nào trong lịch sử của nó mà đã từng phù hợp cho cuộc sống của sinh vật hay không. Robot thám thính Curiosity mới đây đã tìm được bằng chứng rõ ràng ở gần nơi nó hạ cánh đã từng có nước chảy qua. Nước là một thành phần chính để nuôi sống sinh vật, và khi tìm được bằng chứng có nước thì cơ hội tìm sinh vật gia tăng gấp bội. Robot Curiosity, một phòng thí nghiệm hóa học di động với kích thước lớn cỡ một chiếc xe hơi, đã được hạ cánh vào ngày 6 tháng 8 năm 2012 trong một thung lũng khổng lồ gần vòng xích đạo của hỏa tinh. Mục đích chính của sứ mệnh dài 2 năm này là một đồi đá cao khoảng 3 dặm nhô lên từ đáy của thung lũng. Các nhà khoa học gia nghi ngờ rằng đồi Mount Sharp là những gì còn lại của sình lầy đã từng lấp đầy thung lũng. Theo các sự phân tích về phiến đá nằm ở giữa chân đồi Mount Sharp và miệng của thung lũng, cho thấy là một dòng suối đã từng chảy xiết qua khu vực. Các bức hình chụp được bởi Curiosity mà cơ quan NASA phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2012 cho thấy các cục đá khổng lồ tròn trịa được ép cứng vào đồi Mount Sharp. Theo khoa học gia Rebecca Williams, thì sức của gió không thể thổi ép cứng các cục đá này vào đồi Mount Sharp được vì chúng quá lớn, mà phải do một dòng suối có nước chảy xiết, và đội ngũ khoa học gia đều đồng ý rằng những cục đá này được một dòng nước mạnh và nhanh đẩy đi và ép cứng vào đồi Mount Sharp. Những cục đá hiện nay đang dính cứng trong đồi Mount Sharp. Theo các khoa học gia, chúng đang nằm từ đáy của một con suối thời cổ đại và sâu khoảng 2-3 feet. Sự phân tích này căn cứ vào những hình ảnh mà Curiosity chụp được trên đường đi tới điều tra mảnh đất được gọi là Glen Elg, nơi mà có 3 loại đá khác nhau tụ lại. Các nhà khoa học gia vẫn chưa quyết định có nên dùng chất hóa học thử nghiệm phiến đá hay không, hay là có một mục tiêu khác để Curiosity tìm kiếm yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sinh vật. Sứ mệnh dùng robot thám thính khoa học Curiosity tốn kém 2.5 tỷ Mỹ kim là một sứ mệnh vũ trụ sinh vật học lần đầu tiên từ thập niên 1970.